Alo, xin chào cả nhà buổi sáng cuối tuần. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ nha. Tháng 9 rồi mà khí hậu rất là nóng bức. Vậy thì hôm nay chúng ta suy nghĩ sẽ nấu gì cho gia đình mình. Sáng nay mẹ Kayla thì ăn bánh mì với cá mồi. Một món rất là nhanh và dễ làm. Chỉ cần khui hộp cá có sẵn, bỏ lên bếp, chút cà chua, chút hành tây, hành lá là chúng ta đã có một buổi sáng rồi. Thêm chút ớt và tiêu nữa nha. Còn Kayla đơn giản hơn cả mẹ, chỉ có siro và sữa. Ly cà phê đá giúp cho mình một ngày có nhiều năng lượng. Còn bây giờ bắt tay chuẩn bị cho buổi trưa nào. Buổi ăn trưa của hai mẹ con mình hôm nay đơn giản không kém gì buổi sáng. Mở nắp hộp hem và chiên cho nó vàng là Kayla có một bữa cơm rồi. Bây giờ thì cùng Kayla ăn thôi. Còn mẹ thì chỉ cần một đĩa salad thôi. Đơn giản chỉ vì mập, quá mập. Giỡn với mọi người tí thôi. Mẹ Kayla ăn đơn giản buổi trưa vì buổi chiều chuẩn bị nấu một món mà tương đối khá cầu kỳ. Ăn xong thì uống ít nước cam giải nhiệt. Lây hoay rồi đến buổi chiều, bây giờ ra vườn cắt ít rau và ớt để chuẩn bị cho món bò kho. Mọi người cùng vào bếp làm với mình nha. Bắp bò sau khi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Rồi đến gân bò cũng vậy nha các bạn, chúng ta cũng cắt khúc gân bò. Sau đó chúng ta ướp bằng một ít bột bò kho, ớt khô, hành tím băm nhuyễn và trộn đều lên ha, để cho thấm gia vị. Muốn món ăn hấp dẫn dễ thương thì cà rốt chúng ta đẹp tỉa bông cho đẹp và cắt khúc như thế này. Củ hành tây thì chúng ta lột vỏ, cắt múi cao. Cho một ít dầu vào nồi, xào thịt bò cho săn lại. Kế đến là nước dừa, lưu ý các bạn phải cho nước dừa ngập cái miệng nồi luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta chuẩn bị bột năng và cái món này thì không thể thiếu bột năng. Xong rồi đó, bây giờ cho ra tô và thưởng thức thôi. Cắt sẵn một ít trái cây để trong tủ lạnh, để sau khi ăn khoảng 15 phút thì hai mẹ con ngồi nhâm nhi trái cây. Đó là thực đơn một ngày nóng của hai mẹ con mình. Còn gia đình các bạn thì ăn những món gì? Hãy share cùng mình nhé. Video đến đây mình xin tạm dừng. Chúc các bạn một ngày thật là hạnh phúc. Nếu cảm thấy video mẹ con mình thú vị, xin để lại comment hôm nay bạn ăn gì. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!